Hello anh em, mình là Kim Motul. Ở clip này ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em gắn cái bộ đề mi. Ở đây thì mình có một chiếc SH. Đó thì những cái xe đời mới hiện nay thì anh em để biết là trên những cái xe đời mới nó đều tích hợp những cái đèn LED đề mi, gọi là cái đèn LED định vị ban ngày đó. Thì nó khá là đẹp nhưng mà nó khá là đơn điệu. Với cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà để cho cái bộ LED đề mi của chúng ta nó đẹp hơn và nó tăng cái độ trực quan khi mà anh em có thể là đi ban ngày cũng như là đi ban đêm. Nó tăng cái độ mà dễ quan sát khi mà chúng ta xi nhan cho những cái người đi ngược chiều ở đằng xa, người ta có thể phát hiện ra được. Đó, và bây giờ là mình sẽ bật ổ khóa của cái xe này lên. Đó. Thì anh em thì thấy đây là bên này là bên zin thì nó sẽ sáng suốt như thế này. Đó, và khi chúng ta gắn thêm cái con đề mi này vào thì khi chúng ta bật xi nhan nó sẽ tạo điều hiệu ứng chớp như thế này. Và bây giờ là mình sẽ tắt xi nhan đi nhé. Đó. Thì khi chúng ta tắt xi nhan đi thì nó sẽ sáng suốt như thế này. Và khi chúng ta xi nhan bất cứ ở bên nào cũng thế thì nó sẽ có hiệu ứng nháy đảo. Đó. Thì nó nháy đảo như thế này nó sẽ tăng cái độ quan sát đối với cái người đi ngược chiều mà khi chúng ta sang đường á, nó tăng cái độ quan sát cho người ta từ xa. Thứ nhất là cái đèn vàng là theo chuẩn của zin nhà máy cũng như là giao thông, nó quy định là cái đèn màu vàng này nó sẽ là đèn xi nhan. Chúng ta sẽ tích hợp thêm cái bóng led trên xe của mình, nó có sẵn rồi thì chúng ta chỉ cần đảo mạch cho nó là xong. Thì chia sẻ với anh em thì ở đây là mình đã gắn xong một bộ chớp đề mi ở đây, thì bên này thì mình gắn xong rồi thì mình quấn gọn nó vào đây. Còn ở bên này thì mình chia sẻ với anh em thì ở đây nó sẽ có những cái màu dây như sau. Thứ nhất là sẽ có cái dây xanh sọc đỏ ở đây, nó sẽ là dây dương để cấp điện vào cái phần chip led của chúng ta ở đây. Và bên đây nó sẽ có một cái dây màu xanh lá, nó sẽ là dây mát. Và một cái dây màu xanh dương ở đây, nó sẽ là biểu thị cho cái dây xi nhan bên phải của xe anh em nhé. Còn bên này nó sẽ là màu cam, là bên trái của xe. Đó. Và ở đằng sau này nó sẽ có một dây đen. Dây đen này chính là dây cấp dây mát cho cái đèn led của chúng ta ở đây. Rồi thì bây giờ cách đấu như sau. Thì cái con đề mi này bên mình làm ấy thì nó sẽ có 3 màu dây. Thứ nhất là nó sẽ có một cái dây màu đỏ ở đây. Đó, dây đỏ thì gắn vào dây màu xanh dương ở đây để cấp điện cho cái con đề mi này làm việc. Và ở đây mình làm thêm một cái dây màu đen ở đây thì anh em sẽ đấu nó vào dây màu xanh lá là để lấy mát. Còn hai cái dây vàng này chúng ta chỉ cần tách cái dây điện dương của cái bóng led, giải led của chúng ta ở đây, chúng ta tách đôi ra và đấu hai dây vàng bất kỳ vào là chúng ta bật xi nhan lên nó sẽ được như thế này. Cách đấu này cực kỳ đơn giản, có thể áp dụng được cho mọi loại xe mà có những cái đèn led như thế này. Đó, thì anh em thì thấy là nó tăng cái độ trực quan dễ nhìn, vừa là đèn định vị ban ngày vừa là đèn xin đường luôn. Cái này gọi là chớp đề mi anh em nhé. Đó. Và khi gắn xong thì chúng ta chỉ cần cuốn băng dính lại vào. Còn cái phần này ấy, thì anh em nên làm cẩn thận, cuốn băng dính vào. Đó, thì khi mình làm xong thì nó sẽ như thế này. Cái phần mặt lạ của cái SH này cực kỳ là dễ đơn giản tháo thôi. Anh em chỉ cần tháo hai con ốc ở hai bên này và lôi nó ra là xong. Cực kỳ là dễ tháo. Và cái xe này là mình tháo cái phần đầu này ra là mình đấu thêm một cái chống trộm ở đây. Cái công tắc đặc biệt chống trộm. Thì clip sau thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái phần công tắc chống trộm dành cho cái xe này. Thì cái này thì anh em có thể tự làm ở nhà nhé. Đó, thì cái cách đấu này cực kỳ đơn giản, rất là đẹp. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bật về bên trái cho anh em coi. Đó. Hoàn toàn zin bản luôn. Khi làm xong thì anh em quấn nó vào như thế này thì nó vẫn là như zin ở trên xe. Còn cái này thì tất nhiên là anh em phải chích cái phần này ra rồi. Bởi vì cái rắc này nó làm rất là kỹ, chúng ta không rút rắc được như những cái xe rẻ tiền. Đó, thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải chích ở đây. Và chúng ta sẽ dùng gen. Đây, cái này là mình dùng gen nhiệt, mình hàn là mình dùng gen nhiệt. Thì anh em sẽ quấn băng dính vào. Khi mà làm xong thì nó sẽ như thế này. Thì cái này nó ở đây, anh em sẽ quấn nó vào thẳng cái dây này đi, nó không bị lọc sọc. Đó. Cách làm cực kỳ đơn giản, cái này thì anh em có thể tự làm ở nhà. Nó sẽ có hiệu ứng nháy đảo. Xi nhan tắt thì thằng này sáng và thằng này tắt thì xi nhan sáng anh em nhé. Đó, tất cả đều giữ zin cho anh em.
Nếu anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại mình sẽ để góc màn hình này. Mình sẽ ship hàng cho tận tay cho anh em. Cái này thì anh em có thể tự gắn. Nếu anh em mà không tự gắn được thì có thể là ra thợ. Đó, cách gắn cực kỳ là đơn giản. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại. Mình là Kim Một Tun.